Tata Moto vừa ra mắt mẫu xe điện mới Tiago F tại thị trường nội địa. Đây cũng là sản phẩm có mức giá phải chăng nhất của hãng xe Ấn Độ. Tiago F từng ra mắt dưới dạng concept tại một sự kiện ở Anh và sau đó là tại triển lãm ô tô Ấn Độ, được định vị ở phân khúc dưới Tiago F. Dựa theo hình ảnh bên ngoài, Tiago F có kích thước và đường nét phần đầu tương tự Mitsubishi Xpander, trong khi phần đuôi giống Hyundai Grand i10. Dù ngoại hình trông gần giống với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, tuy nhiên Tata đã thực hiện một số yếu tố thiết kế khác biệt trên Tiago F. Cụ thể, Tata Tiago F sở hữu các điểm nhấn màu xanh lam trên lưới tản nhiệt phía trước, và xung quanh vỏ đèn sương mù, lưới tản nhiệt chống màu đen bóng với hoa văn ba mũi tên, huy hiệu F và đèn pha projector. Cùng với đó là trang bị hệ thống chắn nắng phía sau, camera đỗ xe phía sau, vô lăng đa chức năng, gương chiếu hậu điều chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, lệnh thoại, ghế lái có thể điều chỉnh độ cao. Hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 in hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto và hệ thống âm thanh 8 loa Harman. Phiên bản rẻ nhất của Tiago F có hành trình 250 km mỗi lần sạc, công suất 60 mã lực và mô men xoắn 110 Nm. Trong khi phiên bản cao cấp hơn là 315 km mỗi lần sạc, công suất 74 mã lực và mô men xoắn 114 Nm. So với đối thủ sử dụng động cơ đốt trong như Hyundai Grand i10. Tata Tigor F có ưu điểm vượt trội về chi phí vận hành nhờ sử dụng điện. Tata Tiago F được cho là đạt được khả năng tăng tốc từ 0 lên 60 km h chỉ trong 5.7 giây. Mẫu xe này đi kèm với 4 tùy chọn sạc gồm bộ sạc gia đình thông thường 15A, bộ sạc AC 3.3 kW, bộ sạc tại nhà 7.2 kW AC và bộ sạc nhanh DC. Pin của xe có thể được sạc đầy trong 3 giờ 36 phút bằng bộ sạc AC 7.2 kW. Đối với bộ sạc nhanh DC, Tiago F có thể được sạc từ 10 đến 80% trong 57 phút. Được biết, Tiago F có giá khởi điểm chỉ từ khoảng 247 triệu. Tata sẽ bắt đầu nhận đặt hàng cho Tiago F từ 1 tháng 10 và bắt đầu giao xe trong tháng 1 năm sau. Đồng thời, mức giá trên được hãng thông báo chỉ dành cho 10.000 khách hàng đầu tiên và sau đó con số này sẽ tăng nhẹ. Theo ông Silas Chandra, giám đốc điều hành của chi nhánh xe con cũng như chi nhánh xe điện Tata, chi phí sử dụng của Tiago F ước tính chỉ bằng khoảng 15% so với phiên bản động cơ xăng, khiến sản phẩm này trở thành một lời đề xuất hấp dẫn.